Xin chào học sinh, và chúng ta cùng tìm hiểu áp dụng các công thức tính diện tích phân xác để tính các đại lượng như là đập bự, bán kính tròn nội ngoại tiếp, với con, bán kính tròn nội ngoại tiếp, chưa đường cao, và góc, chưa. Tự nhiên thấy như sau, nào, bài trước thì rất mới, không? Rồi, gì, gì quen thuộc, rất dễ. Đấy. Rồi, thầy sẽ cho một cái ví dụ làm sao cho nó hay thi vào nha. Nào, ví dụ cho tam giác ABC viết ba cạnh của nó như sau. Tam giác ABC cạnh A bò bằng 13, chưa? A bò 13, A cún 14. Được chưa? Đấy. Bây giờ sẽ đi tính, thường thường sẽ bắt đầu tính như bài tính cái diện tích tam giác trước. Thì A sẽ là tính S tam giác trước, sau đó mới suy được làm lại. Đấy. Tam giác ABC. Đấy. Rồi. Thầy vẽ mini hình thôi nhá. Đây là hình mini thôi, nó không để đấy đúng đâu. A này, bò này, cún này, chưa? A bò 13, A cún là 14, bò cún 15. Phải động được nhá. Rồi. Rồi, tiếp theo nó chú ý như sau. Ý A tính S và ABC thì chúng ta học rồi công thức diện tích tam giác đúng không? Đi ba cạnh tính công thức gì? Heo gì? Heo giống nha. Heo giống đấy, chưa? Nào, tính được chu vi, chưa? Nào, P tổng ba cạnh chia cho 2, chưa? A bò cộng M, A cún bò cún chia 2. Nào, bò bao nhiêu? A bò 13 cộng 14. Đấy, chia 2. Thay số thôi. 13 là 4, 15 là 42. Một chuyện 42 chia 2 là 21. Chưa? Sau đó tính S tam giác nhá. Để đừng có biết nhiều nhá. Đây mình lấy S tam giác luôn. Bằng thay số luôn nhá. Tốt, bởi chỗ này tích mà. Trừ thằng nào trước cũng được nhá. Được. 21 nhân với cả gì? 21 trừ thích thì trừ đi. Trừ thằng nào được nhá, trừ thằng 13, 14, 15 trước được nhá. Để giao hóa nhá. Rồi, 21 trừ đi 15 đi. Nhân với cả 21 trừ 14. Nhân với 21 trừ 13. Chưa? Đấy, căn chúng bao nhiêu? Thầy bài trước bài lắm rồi, thầy không rất nhiều nữa nhá. Nào. Thế là 6 này, 6, 6 này, 7, 8 à. Số 7, 8 nhân cả 21. Số đoán nó sẽ bằng gì đây? 21 nhân 6 nhân 7 nhân 8. Rồi mình tính cho an toàn. Không, 6 nhân 7, ai? Rồi. À đây, rồi. Đây là dân nào. S bằng tam giác bằng căn bằng 84 21 trừ 15 P chu vi 21 21 trừ 15 21 trừ 14 trừ 8 S bằng 84 chưa trừ 84. Đấy. Đơn vị thể tích chưa? Rồi. Theo bây giờ chúng ta thấy là ý A thường thường cho thì nó chắc là cố tình cho ý A đấy, để thi như sau. Để thi sau không cho ý A đâu, để thi cho ẩn ý A, chú ý này, ẩn ý A để thi sau phải ẩn ý A ẩn đi. Nếu mà thầy cho đề ẩn ý A đi, thì cho hỏi hỏi sau. Tính bán kính đường tròn gì? Cho mới luôn nhá, tính bán kính đường tròn gì? Ngoại tiếp, này nhá. Này, tính R cộng, tính R bự.
Đấy, hiểu chưa? Thì trong không bao giờ cho này, chị đi thi chỉ cho gì bỏ đi, cho B luôn, hiểu không? Tính E là bự, bạn bạn nên chọn ngoại tiếp đấy, chứ không cho ý kia đâu. Nào, thông thức nào, nhớ S ta sẽ bằng tích ba cạnh chia cho một E là bự. Rồi nào, S tam giác S bằng tích ba cạnh A bò AC nhân bò C chia 4 E là bự. Suy E là bự là gì nhỉ? Tích ba cạnh chia cho gì? 4 S thì là tích chéo, chia chéo A ba cạnh A bò AC nhân bò C 4 S. Chưa? Thế số rồi, ấn thôi. A bò 13 này, 3 x 14 x 15 4 x 8 4. Được chưa? Nào, 4 x 8 4 à, ấn tính ra không đáp án đâu. 6 5 phần 8 nha. Đấy. Tiếp theo này, người ta thì cho tính gì? Tờ bự đúng không? Tờ con đấy. C tính E tờ con. Chưa? Lại nhớ ý A không cho nhá, cho luôn ý gì? Ý C thôi, đấy bắt tính. Thì nhiều lúc phải tự tính là 1, 2, 3 tính. Hơi đầu đấy, đúng không? Chẳng qua là mình thì cố tình cho ý A rồi, không đầy đứa mới làm. Tính không tính gì bắt đầu từ đâu? Nó là chìa khóa là cái gì? Chìa khóa bí thuật của thầy là gì? Tính các thông thức heo đóng trước nhá. Đấy. Bí thuật là đây. Bí thật này. Thật này phải đoạn thế này. Bí thuật heo đóng nhá. Tính S là con đúng không? S bằng gì? PR mà. S bằng PR suy R bằng gì? S chia P. S bằng nhiêu? S nó bằng gì? Bằng 4. Bằng 4 chia B bằng nhiêu? Bằng 4 chia B bằng nửa chu vi 21. R bự con bằng 4. Chưa? Đấy. Theo này, bây giờ cho thêm một cái khác nha. Bây giờ cho bắt tính bốn thằng con, bốn con được không? A tính là bự này, là con này, bự này, là con này, tính thêm đường cao nữa. Thật đấy, đường cao từ đâu đây? Đường cao HD cho nên như nhau HC đi, tính đường cao H bỏ HB rồi B được chưa? Rồi, tính được cả H bò không? À, S tam giác bằng gì? 1 phần 2. Tùy bài nhé, thì cho được H bò là đỉnh điểm cao từ đỉnh gì? Từ đỉnh B hay gì đó. À. S tam giác bằng 1 phần 2 H bò nhân chữ bò H bò đỉnh cao từ B. Bò chứ là gì? AC đấy gì đâu? Thuyên ra thôi. H bò là gì? 2 S tam giác chia AC. Tích chéo chia chéo. Đúng chưa? H bò 2 nhân S chia AC. Thế số luôn nhá. 2 nhân 8 4 chia cho mấy? 2 nhân 8 4 chia AC là bằng 14. Được chưa? Bằng 14 mà. 2 nhân 8 4 chia 14. Rồi, 12. Đúng chưa? Đấy. Thế thôi. Thì số nốt thằng kia cho tính nó dễ nhá. Rồi. Tất cả cái số này đi ạ. Chúng ta dễ tính. Nhấp này rồi xong. Nhấp này, đấy. Rồi. Chưa, biết chưa? Nha. Tính hát bò. Tính hát bỏ xong rồi thầy tính nó gì? Nếu mà thầy thi thì thầy cho thêm tính là gì đây? Tính
xin góc. Đây, ví dụ là xin góc gì đây? Góc A, góc B. Ra. Tính đi, tính xin góc gì đây? Xin góc. Xin góc góc A nhá. Rồi biết xong rồi đúng không? Bỏ đi nhá. Rồi. Hình như là E đúng không? Tính. Thôi một là tính xin góc A, hai là tính góc A, tùy nhá. Đối bề bạn bắt tính có thể là xin góc A. Hoặc bắt tính thêm một nữa là thế mà tính góc A nhiều đấy. Từ đó suy ra góc A thôi, gì cả. Rồi. Hệ số thôi. Không có gì cả. Nào. Cái nhóm thức như sau. E tam giác. 1 2 sin A thì bắt nguồn từ gì? Từ A bò, A cún đúng không? Tích hai cạnh. A bò, A cún nhân sin góc xen giữa. Đấy. Hiểu ý tưởng không? Mình phải tư duy, mình học chứ không được không nhầm công thức, đúng không? Tích hai cạnh nhân sin góc giữa. Đây. Cạnh A bò đây, A cún đây, sin góc xen giữa. Thì biết tính sin A lần nào? Rồi, biết đây đi. Sin A nhân chéo chia chéo 2S chia cho A bò để ăn cún. Hai S nhé, chia A bò để ăn cún nhé. Rồi tiếp theo này, 2S là 2 nhân 84 đúng không? A bò bao nhiêu? 13, A 14. Rồi, nào. Mười hai phần 13, đúng chưa? Nói mình ra là gì? 2 nhân 84 chia 14 đúng không? Thì ra là 12 đúng không? Xong rồi bây giờ chia thêm 13 nữa. Đấy, phải thật là nếu mà ở nhanh chúng ta nhầm nhanh chỗ kia được đáp án luôn. Đấy. Thì bây giờ là một người ta họ bắt tính sin A, sin B, sin C. Sau đó hoặc là tính tiếp theo là người ta đến là tính sin nhé. Hỏi là tính góc A là nào đúng không? Nếu mà thêm này, dụ họ không hỏi tính sin, mở góc A bao nhiêu? Đúng không? Là nào? Thì chúng ta phải ấn gì? Đơn giản đúng không? Thêm bước nữa là gì? Shift sin đúng không? Ấn shift sin nhé. Shift sin của 12 phần 3. Chú ý để đơn đơn vị góc nhé. Góc là để góc để đơn vị góc. Độ đi nhá, để độ. Độ là nhá, độ sẽ là gì? Độ degree. Degree nhá, còn radian là radian đấy, đúng không? Đọc như thế nào là radian, học sinh nhận lại. Rồi, tới độ nhá, thì shift sin của 12 chia 13 có thể làm tròn mới được nhá. Nó ra 6-7, ấn thêm nút tròn tròn nhá. Đấy. Tròn tròn này này. Tròn phẩy chấm 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 này. Đấy. Phẩy này, đấy. Thì nó sẽ là 67 độ 22 phút đúng không? Được đấy nhá. Giờ. Đây nó xúc xỉn nhá. Đấy, gì gì đấy nhá. Đấy. Xúc xỉn, đấy. Được chưa? Nhớ ấn nút tròn tròn nhé, đấy. Vì nó bình thường nó sẽ ra chỉ là ra được là gì thôi. Nó không ấn tròn tròn nó ra 67.38 ấy, đúng không? Đấy. Phải ấn nút đấy, đúng không? Không ấn nút nó sẽ là 67.38 đấy. 67.38. Ấn thêm nút này nữa này, thì nó ra như phương kia. Đấy. Rồi. Thì nhớ chú ý này. Học bài mới lớp 10 đúng không? Thì bài dễ nó sẽ cho dự tính công thức S tam giác luôn, đi ba cạnh, đúng chưa? Cho quá dễ rồi, nhưng mà khi mà khó hơn, người ta sẽ bỏ cái ý này đi. Tự đầu mình phải suy nghĩ xem là nó sẽ cho ý tính gì? Là bự, đúng không? Thì một tính là bự, vẫn phải tính gì? À, ba bước. Một, tính cái chỗ nửa chu vi. Hai, S tam giác. Chúng ta là đờ bự, đúng chưa? Đây, đúng chưa? Đấy, tương tự đối với cả L con, góc sin, đúng không? Sin A, sin B, sin C, góc hoặc là đường cao. Chưa? Đấy. Còn rất nhiều bài học hay ho các em nha. Mốc thầy này.
một bát tư hoàng sâm gần trường trung học phổ thông Cầu Giấy, gần cấp hạng 100m cách cấp 2 Lý Đôn. Đấy, thầy đang quay video đâu? Ở studio bên gì? Tây Hồ nhá, gần trường cấp 3 Tây Hồ. Đấy, chia sẻ bạn bè video bài này cho bạn bè nhá, nhắn thầy đưa những phần quả hấp dẫn khác, những bài giảng bí thuật thầy không công khai. Đấy nha, chú ý một số bài giảng thầy đăng lên là công khai, một số bài giảng không công khai lên nha, bí thuật cho những bạn học sinh, những học sinh mà thật sự thích học thầy mà nó chia sẻ bạn bè. Rồi, hẹn gặp lại em bài giảng tiếp theo, tạm biệt.